sau khi phát hiện ra Tiểu Tiên phản bội mình. Trung Thiên đã quá chán nản và phẫn uất, nhiều lúc chàng còn muốn tới lấy mạng hai người đó. Thế nhưng, ý chí đã ngăn chàng. Chàng từng 4 năm hôm liền ngật ngưỡng ở tửu lâu, nhưng sau câu nói của Triều Bân, chàng chợt bừng tỉnh, tìm thấy niềm vui ở những đứa trẻ. Khi nỗi nhớ Tiểu Tiên mới nguôi được 3 phần, chàng lại nghe Đặng Cát báo tin người thương sắp thành thân. Tim chàng như ngừng đập, vội vã không kể sống chết. Chàng quản ngày đêm tới thôi mệnh chàng, hy vọng gặp nàng lần cuối. Chàng đã ở rất gần nhưng không dám tiến lại. Khi nghe ông Mai nói câu cuối cùng, chàng chỉ thở nhẹ một tiếng, trong đầu hẳn lên ý nghĩ đã hết rồi, lặng lẽ bỏ đi. Liệu mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng như thế? Mời các bạn đón xem tiếp tập 91 mang tựa đề Người Mình Từng Thương. Chàng rơi khỏi thôi mệnh chàng, tâm trạng thực là kỳ lạ, có lúc bồi hồi lâng lâng, có lúc tiếc nuối rồi trống rỗng. Nhưng cái áp lực đè nặng hơn một tháng qua dường như đã tan biến khi con người ta biết được rằng mình chẳng thể thay đổi hiện thực, thì cái mà họ bắt buộc phải làm đó chính là chấp nhận. Bởi nếu không chấp nhận, họ sẽ bị chôn vùi trong cái mê cung mà tâm trí đã giăng sẵn. Trung Thiên thong thả bước đi, chưa biết làm gì cả. Chàng bỗng thích ngào du, thấm thoát đã ngót 2 tuần trời, tinh thần của chàng tốt hơn một chút. Chàng tự nghĩ thất tình cũng không quá đáng sợ. Một hôm dọc đường, chàng thấy lũ trẻ trọi sỏi, nhớ tới đám trò nhỏ đang chờ quà của mình, liền quay gót trở về trấn Thảo Bối. Trên đường đi, chàng có gặp một cỗ kiệu nhỏ chạy ngược hướng. Chàng vốn không để ý, nhưng khi chiếc xe ấy lướt qua, bỗng có tiếng vọng lại: Vạn Đại Hiệp, có phải người không? Trung Thiên quay ngựa nhìn, không thấy gì lạ, tưởng họ gọi lầm định giật cương đi tiếp, thì lại có tiếng nói: Vạn Đại Hiệp, xin dừng bước, là thiếp đây. Từ trên xe, có một người đàn bà ăn vận đẹp đẽ bước xuống, quốc bộ đến gần. Trung Thiên nhận ra ngay, cô ta chính là Bạch Dài Hình, ái nữ của Bạch Quỳ Sinh. Thấy thế, chàng cũng vội xuống ngựa. Chàng nói: Bạch tiểu thư, à thiếu phu nhân, phu nhân xin dừng bước. Từ thôi mệnh chàng về trấn Thảo Bối, vốn không qua địa phận của Thượng Y Đường, nhưng vì Trung Thiên đi phản cảnh nên tới tận vùng này. Hôm nay là ngày rằm, Bạch Gia Hình đi thắp hương lễ Phật. Khi về thấy đứa tỷ nữ chỉ trỏ, nói là thấy chàng, liền vén rèm lên coi, quả nhiên là đúng, đoạn ngỏ ý mời chàng về nhà. Thấy nàng ta tha thiết, không nỡ từ chối liền đồng ý. Vừa bước vào cổng, đứa tỷ nữ đã chạy trước thông báo, lúc sau sai tất tả ra đón. Cả hai ngồi cạnh vườn hoa thưởng trà. Trung Thiên cất tiếng hỏi: Sái huynh làm sao mà mặt mũi thâm tím thế kia? Y bẽ lẽn trả lời: Kể ra xấu hổ quá. Y nói đến đấy diện mục hơi nheo lại, ra chiều buồn bã. Cuộc đời của y ngày xưa phong độ thế nào thì hiện giờ bất lực bấy nhiêu. Dẫu biết rằng có thể sinh hoạt bình thường là tốt lắm rồi, nhưng đường đường là đích truyền của gia tộc Thượng Y, gánh trách nhiệm kế thừa cơ nghiệp, vậy mà thi triển vài đường quyền cũng không làm được. Từ lúc Sái bị kẻ thù ám toán tới nay, ánh mắt của đám thủ hạ cũng khàng khác, chúng không dám tỏ rõ thái độ, phần nhiều là bởi còn sợ uy của Thượng Y Bình. Sái vốn là kẻ kiêu dũng, nhưng chẳng hiểu sao từ ngày tàn phế, tự nhiên hay khóc, nhiều lần y chán nản bỏ bữa, thê tử y lại nhẹ nhàng an ủi, Sái mới không xuống tinh thần. Sái tự thấy ông trời cũng không quá bất công với mình. Cả hai đang nói chuyện thì Bạch Gia Hình tay bồng một đứa bé đi ra. Trung Thiên sờ nhẹ chân nó, thấy nó chúm chím liền bảo: Nhanh thật đấy, mới chốc thiếu phu nhân đã hạ sinh rồi. Đứa bé vốn chừng 5-6 tháng, chưa đứng chưa ngồi, chỉ kêu ơ ơ rồi tít mắt. Chàng thấy nó đáng yêu quá vội hỏi: Tiểu công tử tên gì vậy? Đôi phu phụ khuôn nhan rạng rỡ đáp: Hai tử tên Chính, Thượng Y Chính, chữ Chính trong chữ Chính Hùng, là tên đệm của Vạn Hiền Hữu đấy. Chúng ta hy vọng sau này nó sẽ trở thành người hiệp nghĩa, có khí phách như ngươi.
nhớ năm xưa nếu không có Hiển Hữu và Tiêu Dao. Sai nói đến đây thì ngừng bặt, biết mình lỡ lời nên đánh trống lảng sang chuyện khác. Chàng đang vui, bỗng nghe thấy hai chữ ấy tâm trạng xuống hẳn, nghĩ mãi mới có chuyện hỏi. Tại hạ không thấy nhị tiểu thư nhỉ, không lẽ nàng đã xuất giá rồi chăng? Sai nhấc ấm trà lên, rót đầy hai chén thở dài. Nói ra thực là xấu hổ, ta coi Hiển Hữu là người nhà nên không dám giấu, nhà nhi đã bỏ nhà đi ngót 2 tháng rồi. Trung Thiên thốt lên thật to, chẳng lẽ bỏ đi cùng Đoàn công tử ư? Nói rồi kể cho Sái chuyện khi xưa gặp họ ở gần Triều Vân hội. Sái chép miệng, nếu nó lấy được hắn thì đã tốt quá, kẻ làm ca ca này đâu phải lo lắng như thế. Chàng hơi tò mò, là sao? Tại hạ chưa hiểu. Sái trả lời, đúng là nhục nhã, thủa xưa Nhan Nhi và Đoàn Tố Vinh thực là thần thiết. Hắn còn định bụng sẽ quay về Đại Lý, đem sính lễ tới Thượng Y Đường xin cưới. Chẳng ngờ không biết giữa hai người có chuyện gì, lúc phu phụ ta từ trấn Thảo Bố trở về thì Giai Hình bất ngờ phát hiện Nhan Nhi có mang. Trung Thiên lại ồ lên một tiếng, cái thai đó không lẽ là của Đoàn công tử? Hừ, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nên ta không quản ngại xa xôi tới tận Hoàng Thành xin gặp. Chẳng ngờ mới vừa lẽ ra một bất ngờ lớn. Bất ngờ gì? Chàng hỏi. Hóa ra cái thai kia là do Nhan Nhi thất thân với người khác, không phải Đoàn Tố Vinh. Sai nói tới đấy cổ họng cứng đờ, không cất thêm lời. Bạch Giai Hình đứng đó, nước mắt hơi ngấn lệ bảo, oan nghiệt, kẻ mà Nhan muội thất thân chính là tên xúc sinh Bạch Trưởng Khanh. Nàng ta nhớ tới phụ thân chết thảm, đau lòng vô cùng, sụt sịt nói, thiếp có việc, xin phép vào trong ạ. Trung Thiên không nghĩ câu chuyện lại oái ầm như thế, liền nói, vậy nhị tiểu thư và đứa bé bây giờ ở đâu? Sái chậm rãi trả lời, Đoàn công tử khi thấy ta tới tận Hoàng Thành cảm động lắm, sẵn sàng vứt bỏ ngôi lớn, chấp nhận cùng ta về Thượng Y Đường cưới Nhan Nhi và làm cha đứa nhỏ. Hắn đúng là một người cao thượng, thế mà nó lại không biết trân trọng, đi yêu thương một kẻ chẳng ra gì, thực là có mắt như mù. Chuyện về sau thế nào? Chàng tò mò hỏi tiếp. Sài hơi mím môi, lúc về tới phủ nhà, Nhan Nhi đã bỏ đi rồi. Ta nghe nương tử kể rằng, khi cái thai ngày một lớn, mọi người liên tục xì xào bàn tán, khiến nó rất tâm trạng. Trước lúc ta về 3 ngày đã không còn thấy nó. Tính đến nay được 2 tháng rồi, ta và Đoàn công tử lục tung các vùng lân cận mà tìm hoài không thấy. Thế Đoàn Tố Vinh hiện giờ ở đâu? Ta cũng không rõ, chắc là về Đại Lý rồi. Thôi nào, lâu lắm không gặp Hiển Hữu, bỏ qua chuyện buồn đi, hôm nay chúng ta phải say mới được. Sái sai người làm tiệc, gọi 4 tiểu đường chủ về. Hai lão doanh tự gặp lại chàng, mừng không kể xiết. Trong bữa ăn liên tục kính rượu, nhưng từ ngày chạm mặt Chiếu Bân, tự dưng hơi men không làm chàng hào hứng nữa. Chàng chỉ uống xã giao chứ không hết mình. Trùng Thiên muốn cáo từ, nhưng Sái và nương tử cứ nài nỉ mãi. Chàng vốn tính cả nể nên ở lại tới 1 tuần trời. Những ngày có chàng ở cạnh đàm đạo tâm sự, Sái tâm trạng tốt hơn hẳn. Thế nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Phu phụ Sái vì trân trọng chàng, tiễn chàng tới ngót 2 dặm mới dừng. Trùng Thiên cất tiếng, xin Sái huynh và thiếu phu nhân hãy về đi, tấm lòng của hai vị tại hạ hiểu, nếu còn dịp nhất định ta sẽ quay lại. Cáo từ. Chưa kịp dòng ngựa, đã thấy có tiếng người huyền náo trước mặt, thì ra là Mộ Dung Nguyên. Gã đang đi cùng một đám thủ hạ, bộ dạng có vẻ gấp rút. Thế nhưng khi trông thấy Trùng Thiên và phu phụ Sái liền không đi nữa mà dừng lại. Gã mỉm cười chắp tay, tại hạ thật có phúc phần, hôm nay được diện kiến Vạn Anh Hùng ở đây. Phải chăng người tới thôi mệnh chàng uống rượu mừng của Mạnh công tử? Vừa hết câu, Nguyên đã ngoác mồm hà hà, ra chiều đặc ý lắm. Trùng Thiên dẫu biết gã nói khích,
tức nhưng không muốn vũ động. Sai Thế Thế liền thêm lời, nghe Mộ Dung công tử nhắc tới mới nhớ, khi xưa ta và nương tử làm lễ bái đường, bận bịu quá không tới được đất Cô Tô mời ngài chung vui, thực là đại thất lễ. Mộ Dung Nguyên nghe Sái nói tức nổ đom đóm mắt, nếu không có Trùng Thiên ở đây, a sẽ dạy cho y một bài học. Gã nén cơn giận lại, ghi giọng bảo, hình nhi trông muội dạo này có vẻ tiểu tụy, khi xưa sao muội không chọn ta mà lại đi lấy cái thằng Tật Nguyền. Muội nhìn xem trên mặt phu quân toàn vết bầm tím, chắc là bị kẻ khác đánh rồi, thân hắn hắn còn lo chưa xong, sao có thể che chở cho muội. Bông hoa nhài cắm bãi phân châu, làm sao tỏa hương được. Thôi về viết giấy bỏ hắn đi, quay lại với ta, ta sẽ nạp muội làm thiếp. Sai tức giận ngặt nỗi không thể lao vào dạy cho gã một bài học. Trùng Thiên lúc này mới lên tiếng, Mộ Dung công tử bề ngoài hào hòa phong nhã, mà không ngờ lại bị chứng thối mồm, thở ra từ nào là có mùi từ ấy. Nếu ngươi còn nói thêm một câu khiếm nhã nữa, đừng nói cái tính mạng nhỏ nhoi của ngươi, mà ngay cả lập địa trang ta cũng sẽ tới san phẳng. Ngươi về nhắn với phụ thân của ngươi, chỉ cần một ngày ta tìm ra chứng cứ lão hại Bạch Minh Chủ, Trùng Thiên này sẽ đích thân tới Yến Tử Ổ lấy mạng. Nguyên thấy giọng chàng đanh thép, từng câu từng chữ đe nẹt hạ nhục Cô Tô Mộ Dung, liền gần cổ, ngươi đủ bản lĩnh đó ư? Trùng Thiên cười vang, sao lại không, ngươi hãy nhìn bài học của Kinh Vương Lộ đi. Mộ Dung Nguyên vốn không biết nội tình bên trong, chỉ nghe giang hồ đồn rằng chàng tùng mấy chục chiêu đã khuất phục được, võ lực như thế cha gã Mộ Dung Long Thành cũng không thể đả tới. Nay thấy chàng dọa, trong lòng cũng vài phần run sợ, gã chỉ nói thêm mấy câu nhạt tuẹt rồi cúp đuôi đi thẳng. Chờ Nguyên đi rồi, Trùng Thiên nói, Sái huynh và thiếu phu nhân hãy cẩn thận con người này, nếu có đi đâu xa hãy bảo Doanh Tự tiền bối đi cùng. Cũng tới lúc rồi, tại hạ xin cáo từ, bảo trọng. Chàng vừa đi vừa ngẫm về hình ảnh phu phụ Sái, trong lòng tự thấy ấm áp. Chàng vẫn tin vào một tình yêu đích thực, chỉ cần mình sống tốt sẽ có người tốt đến bên cạnh mình, kể cả đó không phải là tiểu tiên. Nghĩ thế chàng lại thêm phấn chấn. Thấy Trùng Thiên về nhà, đám hộ nhân xúm lại hỏi thăm. Lần này trông diện mạo chàng ổn hơn, mọi người ai cũng bớt lo. Hôm sau chàng đến lớp mang theo rất nhiều thứ, đám trò nhỏ đã lâu không gặp, chúng ôm người quàng cổ bảo nhớ thầy. Thấy Trùng Thiên mang theo thật nhiều kẹo bánh, đứa nào đứa nấy cười khúc khích. Chợt một hôm, khi chàng đang đi dạy về, vừa bước chân tới cổng đã thấy có hương thơm thoang thoảng của thức ăn. Cái mùi ấy làm chàng phải giật mình. Chàng chạy sộc vào trong nhà, thấy đám hộ nhân cười tủm tỉm. Chàng hỏi có chuyện gì nhưng không ai nói. Thế là chàng phi thẳng vào bếp. Chàng đứng ngây ở đó, tim chàng ngừng đập, mắt chàng căng lên, mặt chàng đỏ bừng. Chàng thấy một bóng hình quen thuộc, một thiếu nữ áo tím đang cặm cụi nấu nướng. Là nàng ư? Phải nàng không? Chàng muốn gọi nhưng lưỡi cứng đờ. Thiếu nữ ấy thấy tiếng bước chân ngừng, biết là có người bên ngoài, liền quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau như hai cục nam châm sáp gần. Khi con người ta đang yêu thì một cái nhìn cũng nói lên tất cả. Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng cất tiếng, Thiên ca, chàng về rồi ư? Trùng Thiên trong lòng sướng lắm, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy nàng, nhưng tự nghĩ quá lố vội lạnh lùng bảo, Mạnh phu nhân, phu nhân tới đây làm chi? Nàng lấy người khác rồi lại muốn trêu đùa ta lần nữa ư? Giờ ta chẳng còn chút tình cảm nào nữa, nàng hãy về mà chăm sóc ông chồng của nàng đi. Thiếu nữ trông diện mục của chàng liền cười khúc khích, đôi má núm bé bằng hạt đỗ ẩn hiện, trông thật là xinh. Nàng nói, còn giận là còn thương, mà chàng nói ai là Mạnh phu nhân, thiếp vẫn là Tiêu Dao tiểu tiên, một tiểu cô nương còn son sắc, chứ đã xuất giá gả vào nhà ai đâu. Nếu có lấy, thiếp chỉ muốn lấy một người thôi, chính là chàng đấy. Trùng Thiên nghe thế vừa mừng vừa thương, nỗi hờn trách trong lòng tan biến, dẫu chẳng biết nàng có thực bụng hay không.
đang mông lung suy nghĩ thì từ phía sau đám hội nhân ùa vào. Kẻ chúc mừng, người biện giải náo nhiệt cả lên. Không biết Tiểu Tiên nói gì với chàng mà sau đó hai người lại díu dít với nhau. Bên cạnh người trong mộng, chàng tự hứa mình phải sống một cuộc đời thật rực rỡ, để sau này dẫu có ra sao, chàng cũng không hối tiếc nữa. Chàng thầm cảm tạ Mại Điển Văn. Chàng chẳng ngờ gã lại độ lượng như thế. Trước khi Tiểu Tiên rời đi, gã chỉ ngậm ngùi nói rằng: "Tiểu Tiên, chúc muội hạnh phúc. Ta biết dù có níu muội ở bên thì trái tim muội vĩnh viễn chẳng thuộc về ta, ngược lại còn hờn trách ta nữa. Nay dù muội có theo vạn chủng thiên thì nếu nghĩ về ta, chắc chắn sẽ là những điều tốt đẹp, chứ không phải thứ xấu xa đáng ghét. Hãy sống tốt nhé." Hai người lưu lại Tấn Thả Bố chừng 6 hôm rồi quyết định sẽ về đất Hà Bắc. Trước đấy 2 ngày, Trần Bách Tiệp cũng bái biệt rồi, y muốn về lại Tiên Kiếm Môn. Trước khi đi, Trùng Thiên đưa Thanh Tiểu Trùng Bi nhờ lão tặng lại cho Trinh Thoái Kỷ. Chàng vốn thích thanh kiếm ấy, quãng thời gian tung hoành giang hồ, chàng và nó như hình với bóng. Nhưng Tiểu Trùng sinh ra trên đời là để chiến đấu, chứ không phải ngủ yên như một cây sắt dỉ. Chàng vốn là hội chủ hội cử thiên, nay đi rồi, chàng truyền lại ngôi đầu cho Phạm Sổ, bởi y là người đa mưu túc trí, sẽ lèo lái được các anh em tốt hơn. Tạm biệt mọi người, chàng thấy kẻ nào mặt mũi cũng đỏ hoe. Bình thời ngoài cát ra, chàng thường không hay nói chuyện nhiều. Lúc đầu, bọn họ chỉ nghĩ chàng võ lực kinh người nên khâm phục. Nhưng tới khi sống cùng, mới biết chàng cũng là kẻ quân tử và trọng tình như thế nào. Tất cả 12 người ở lại tới trưa, dự bữa tiệc chia tay, nhưng chàng từ chối. Chàng nói rằng tiệc thì phải vui, nay ai nấy cũng giàu dĩ thì nên thôi. Phạm Sô Liên bảo: "Hội chủ, nếu sau này hai người tổ chức lễ thành thân, xin hãy gửi thư báo cho bọn thuộc hạ một tiếng, nhất định hai mươi mấy huynh đệ sẽ có mặt chia vui." Trung Thiên trả lời: "Từ đây về Hà Bắc đường xá xa xôi, sông sâu núi hiểm, cũng chẳng làm rình rang, chỉ làm một bữa cơm nho nhỏ, cúng bái tổ tiên và trời đất. Lần này tạm biệt nhưng sau này ắt còn gặp lại. Phạm huynh hãy nhớ kỹ lời ta, phải kiếm ngay một thầy giỏi thay ta dạy lũ trẻ. Ngoài ra, nếu trong hội có chuyện gì không thể giải quyết được, hãy tới Tiên Kiếm Môn nhờ Trần Hộ Pháp, ông ta nhất định sẽ giúp. Ta đi đây." Tiểu Tiên cũng vẫy chào các hội viên. Đặng Cát buồn bã quay mặt vào gốc thông khóc hù hù. Hai người thong thả lên ngựa tới lớp học từ biệt đám trò nhỏ. Chàng chỉ nói phải về quê chừng 2 tháng, xong việc sẽ trở ra. Lũ trẻ vốn vô tư, lâu dần không gặp là quên ngay. Hai người xuôi về đất Tứ Xuyên, hướng thẳng Đại Tuyết Sơn mà tới. Chàng muốn đến bái kiến phụ thân nàng, xin phép được cưới nàng làm vợ. Tiểu Tiên liền bảo: "Cha thiếp tính tình phóng khoáng, mấy cái lễ nghi phép tắc chả bao giờ coi trọng. Lần trước thiếp định lấy Mạnh công tử, thiếp về gặp cha nhưng không gặp được, chỉ thấy đại sư tỷ có đưa một phong thư nói rằng sư phụ gửi cho. Thiếp mở ra thấy cha nói: chuyện chung thân đại sự thiếp muốn làm gì lấy ai cũng được, chỉ cần thiếp thích. Nếu trên đời này có kẻ nào dám làm tổn thương thiếp thì hắn chắc chắn là đang đi tìm cái chết. Thiếp bình thời ít gặp cha, nhưng có cảm giác cha vẫn luôn dõi theo thiếp hàng ngày. Thiên ca, chàng còn nhớ lần thiếp bị trúng huyết hàn của Định Động Chúa không? Cái ông lão mà thiếp kể cho chàng ấy." Trung Thiên liền gật đầu: "Có chứ, ta vẫn ấn tượng lắm. Không ngờ trên đời lại có kẻ tài ba như vậy. Nhưng mà sao, không lẽ ông lão ấy là cha nàng?" Nhìn Tiểu Tiên mỉm cười, chàng mới ồ lên một tiếng thật to. Chàng giọng hóm hình bảo: "Sau này nàng là thê tử của ta, sống cùng nhau, ta nhất nhất sẽ nghe lời nàng, không bao giờ dám cãi lời." "Tại sao?" Tiểu Tiên hỏi. Chàng đáp: "Cha nàng bản lĩnh ghê gớm tới vậy, nếu ta làm nàng buồn, tất sẽ phải chết, mà ta thì chưa muốn. Ta muốn sống cùng nàng tới 80 cơ." Tiểu Tiên cười khúc khích: "Sao lại là 80
mà không phải 100. Người ta từng nói sống tới bách niên dài lão cơ mà. Chàng liền đáp ngay, bởi vì khi quá 80, mắt ta sẽ bị mờ. Khi ấy, ta sẽ không ngắm được hết tường tận vẻ đẹp của nàng. Tiểu Tiên liền đánh yêu Trùng Thiên một cái. Nàng lườm nhẹ, Thiên Ca học được cái thói khéo miệng từ bao giờ đấy? Chàng hơi đắc ý, ta học từ lúc xa muội đấy. Ta nghe Đặng Cát nói rằng, con gái thích nghe những lời ngọt ngào. Y bảo ta thua Mạnh công tử, cũng là ở điểm đó. Ta sợ nếu ta thô lỗ khô cứng, nàng sẽ chán ta, lại bỏ ta đi, theo ai đó lần nữa. Tiểu Tiên khẽ trừng mặt, Thiên Ca dám trêu thiếp ư, để thiếp báo với phụ thân phạt chàng. Đoạn rồi cả hai cười thật tươi. Trùng Thiên ôm nàng vào lòng thủ thể, nàng sinh ra là dành cho ta, nhất định chỉ của ta mà thôi. Lần này ta tới ngọn Thiên Sơn là thể hiện tấm lòng thành. Ta không rõ có gặp được cha nàng không, nhưng ta thực lòng muốn nhạc phụ tương lai biết rằng ta nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Đường từ trấn Thảo Bối tới Thiên Sơn thật xa, cả hai đi chậm rãi nên tới hơn 3 tuần mới tới. Đến nơi, chàng thấy có 3 người trẻ tuổi ở đó. Dù Tiểu Tiên đã giới thiệu trước rồi, nhưng Trùng Thiên vẫn hơi ngỡ ngàng. Nàng liền bảo, Thiên Ca, vị ngồi bên trái chính là đại sư tỷ của thiếp, tên Thiên Sơn Lạc Mai. Vị ngồi giữa là nhị sư ca, chắc huynh đã gặp rồi. Còn vị ngồi bên phải là tam sư tỷ tên Lý Thu Thủy. Trùng Thiên trong bụng thắc mắc, lạ thật, tại sao đại sư tỷ lại trẻ hơn cả sư đệ sư muội? Chàng theo phép chắp tay cung kính, tại hạ là Vạn Trùng Thiên, rất hân hạnh được gặp các vị. Ba người ngồi xếp tròn trên 3 tấm thảm đặt trên 3 phiến đá, mặt hơi khép nhẹ, không tỏ thái độ gì. Chàng không vui, nhưng mình là khách, xuống nước một chút cũng không sao. Liền nói tiếp, tại hạ nghe Tiểu Tiên kể, phái Tiêu Dao toàn là những nhân vật khí độ kiệt xuất, tài mạo phi phàm, này mới được diện kiến, quả nhiên không ngoa chút nào. Chợt nữ nhân chừng 15-16 tuổi, buộc tóc hai bên, má đỏ hầy hầy nói lớn bằng một cái giọng khàn khàn, Tiểu sư muội, sư phụ đã ra quy định, ngoài môn đồ của bản phái, bất cứ người ngoài nào biết được hai chữ Tiêu Dao đều phải giết sạch. Này sao muội lại nói cho kẻ tầm thường này, như vậy há chẳng phải vi phạm môn quy ư? Vạn Trùng Thiên, ta nghe sư đệ nói rằng hiện giờ trong thiên hạ người là kẻ nổi nhất, có phải thế không? Trùng Thiên nghe giọng của thị mà muốn phì cười, khuôn mặt non nớt còn âm vực không khác chi đàn ông, liền đáp, người tầm thường thì làm sao phì thường được. Nữ nhân ấy hừ một cái, cũng biết đối khẩu đấy, để mỗ thử xem nào. Thị vẫn ngồi yên trên thạch kỷ, hai tay chuyển động như chớp giật. Vù, các đạo trưởng phong chính khí thuần dương ôn nã xô tới. Trong hang động 7 sáng 3 tối, trường lực không khác gì dàn đèn lồng đỏ lướt màu. Trùng Thiên liền hô, phiền nàng lui ra đã. Tiểu Tiên vốn muốn đám sư huynh sư tỷ biết bản lĩnh của ý trung nhân nên không can ngăn. Chàng hơi co người, dương ra đấm thẳng vào trường của nữ nhân. Quyền trường đụng nhau nghe bồm bộp, tóc mái chàng bập bềnh rung rinh theo gió, nên biết rằng quyền phong tầm sát thương ngắn và hẹp. Lấy quyền đối trưởng, chứng tỏ thực lực phải hùng hậu hơn đối phương. Nếu không đánh tan hết trưởng phong, tất bản thân sẽ bị dính đòn. Nữ nhân thấy Trùng Thiên ngang nhiên tiếp hết 10 trưởng của mình, không khỏi bất ngờ. Thị búng nhẹ ngón tay vào chén trà trước mặt, nước trà trong chén bật tung lên, trong nháy mắt nằm gọn trong lòng bàn tay nữ nhân. Thị quát lớn, hãy xem thử món này của ta. Có 3 tiếng rít khe khẽ trong động, Trùng Thiên biết là lợi hại, liền hết sức cẩn trọng. Chợt đầu Tiểu Tiên điểm mình chắn ngay trước mặt chàng. Nữ nhân thấy thế, vầng trán nhăn đi, búng liên tiếp 3 giọt nước nhỏ. 3 giọt nước này nhanh nhẹn vô cùng, đuổi kịp 3 chấm trắng phía trước. Chúng đụng vào nhau ngay khi chạm vào vạt áo của Tiểu Tiên, rồi rơi tõm xuống nền. Chợt đầu từ phía mè hữu cũng có tiếng phượt rất nhẹ, một điểm hàn tinh đã ghim thẳng sau ót của chàng.
Người chàng hơi tê đi, trên cổ cứng đơ không thể xoay trở được. Kẻ nào đã ra tay ám toán? Liệu chàng có gặp được Tiêu Dao Tử và bình yên rời khỏi ngọn Thiền Sơn? Mời các bạn tiếp tục đón xem tiếp tập 92 mang tựa đề Hạnh Phúc Trong Mơ.